nay là em mới mở hộp một con chiếc ML7 size S. Đấy, size S nó có đặc điểm là khung của nó là hơi võng tí. Đấy, đánh võng vào đây tí. Bình thường những cái dòng khác, cái dòng size ML ấy thì nó sẽ thẳng. Đây là khung nó võng xuống. Đấy, đây là toàn thể con xe. Võng mà nhìn nó cũng rất đẹp. Nhìn nó lạ lạ đấy. Em vừa bóc hùng ra luôn. Cái màu đỏ cam này đặt là cực hiếm. Mãi mới có ít hàng mà em chỉ vơ được size S. Đây xong là phải cuối tháng này thì mới có size M được. Đấy. Nguyên con vừa bóc thủng ra luôn. Tổng thể của em nó đây. Đấy, các bác nhìn có đẹp không? Đấy. Cái dòng size S này thì bánh của nó là bánh 27.5 nhá, chứ không phải là 29 đâu. Bánh của nó là 27.5 ấy. Cái này là anh em thấp đi cái dòng này cũng được, hoặc là chị em đi size S. Đấy. Tổng thể xe cực đẹp luôn. Đấy thì các bác có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại là 070-5678-567 nhé. Đây em có sẵn luôn. Ai anh em nào ở Hà Nội thì qua bên em phát là lấy, hoặc là alo là ship tận nhà. Đấy, ok, em cảm ơn các bác nhé.